Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự đại hội đều đặt trọn vẹn niềm tin, kỳ vọng hai lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ mới là phát triển kết cấu hạ tầng và du lịch dịch vụ. Từ đó xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển toàn diện của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc Lào Cai. Ngay sau đây sẽ là chùm phỏng vấn ghi lại những cảm xúc của đại biểu vừa tham dự đại hội. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra rất là trang trọng và đã thành công. Đại hội đã bầu được các đồng chí rất là ưu tú vào trong ban chấp hành khóa mới. Tôi tin tưởng rằng ban chấp hành khóa mới với những đồng chí đủ đức, đủ tài sẽ lãnh đạo tỉnh Lào Cai hoàn thành tất cả các mục tiêu mà nghị quyết đề ra, sẽ luôn luôn quan tâm đến huyện Mường Khương, tạo cho Mường Khương những cái bước đột phá trong các phát triển kinh tế xã hội và có được những cái đầu tư thích đáng để xây dựng huyện Mường Khương ngày một phát triển, đặc biệt là trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đến chị em phụ nữ và sẽ kết nối các cái vốn đầu tư về cái đầu ra các cái sản phẩm nông sản cũng như là về cái các cái sản phẩm thổ cẩm tại chỗ chị em phụ nữ, nâng cao được cái phát triển kinh tế cũng như là về cái mang đến cái sản phẩm du lịch bản sắc. Cá nhân tôi thì sẽ tiếp tục, tức là nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cái vai trò người đứng đầu để sâu sát cơ sở, để tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của cái giai đoạn 2025, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Lĩnh vực giao thông đô thị của văn bản ấy được lựa chọn là một trong những lĩnh vực đột phá của cái nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy thì ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng cái đề án về phát triển giao thông, trong đó chú trọng các cái tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt là cái tuyến kết nối với các cái tỉnh, rồi là kết nối trong các địa phương, và phấn đấu đến hết năm 2020 thì sẽ hoàn thành toàn bộ các cái đường bê tông, các cái đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, và để cứng hóa cái hệ thống đường giao thông này và tiếp tục nâng cấp đầu tư xây dựng mới các cái tuyến đường giao thông trọng điểm để tạo vùng kết nối, để tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Bàn trong giai đoạn tới.